Ôi, cả ngày chơi mà bóc mãi vẫn không hết đơn hàng ship về. Nào bây giờ bốc đại hai đơn xem ở trong có gì. Các mẹ mỗi lần săn sale là có phải túi lớn túi nhỏ nhờ. Đây rồi, cái gì mềm mềm yêu yêu thế này. À nhớ ra rồi, đây là một đống rối tay để mình mang về kể chuyện cho các cháu nhà mình. Vâng, và đây là một chú hươu cao cổ. Nó há được mồm như con hươu thật, không hề giả chân nha. Rồi tiếp theo là con gì đây? À, một con sói. Có vai thiện thì phải có vai ác chứ. Sói này cũng há được mồm luôn. Tiếp theo là một chú vịt vàng mỏ cam. Và cuối cùng, con gì đây? Ôi dồi ôi, là một con voi. Ôi dồi ôi, cái con này nhìn buồn cười quá đi mất. Nhìn cái vòi của nó không hề giả chân nha. Voi này thì hợp với vai phản diện hơn là vai chính diện đấy. Rồi tiếp theo một cái túi nữa, không biết là cái gì đây. Lại một con rối tay nữa. À lần này là một con quạ. Một nhân vật phản diện nữa nhưng có khả năng bay. Cái mỏ của nó nhìn to ghê không. Rồi lại còn cái đuôi bảy màu nữa, chết mất thôi. Giờ thực hành kể thử một câu chuyện xem nào. Hôm nay trời nắng chang chang vì con đi học chẳng mang cái gì. Quả. Hôm nay trời đẹp quá. À có một con sói, sợ quá chạy thôi.